Ban Nội chính Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023. 9 tháng qua, Ban từ vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác nội chính, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Các ngành địa phương hoàn thành việc sơ kết giữa nhiệm kỳ đúng tiến độ, qua đó công tác nội chính đảng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt bài bản. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kiểm soát, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Hội nghị đã thảo luận thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính đảng trong 3 tháng cuối năm. Theo đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.